có nhiều người vẫn chưa biết đâu quý vị. Ăn căng này quý vị nè, ngồi đây ăn thích lắm luôn. Nhà cửa quý vị thấy chưa, đường xá nó cũng khó đi ha. Đó, nhà như thế này ví dụ có xe không biết có dắt xe lên được không. Biệt thự sơn màu hồng và trồng rất là nhiều hoa, hoa giấy rồi hoa này hoa kia lần trước. Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2023. Mình đang có mặt tại khu vực đường Trương Công Định và đường Tăng Bạc Hổ quý vị ha. Bên trái là đường Trương Công Định của quý vị, là dọc Minh Mạng năm xưa đó, sổ thẳng xuống đường Phan Đình Phùng quý vị ha. Trước mặt của chúng ta là Nguyệt Vọng Lâu quý vị. Cái góc Nguyệt Vọng Lâu này nó cũng phải nói là rất là đẹp lắm quý vị ha. Nhìn nó cổ kính, bà con du khách của mình cũng hay tới để chụp hình lắm. Nhìn rất là phong cách luôn. Đà Lạt ngày hôm nay nắng rất là đẹp luôn. Hôm qua có mưa nhẹ thôi quý vị, không mưa lớn ha. Đến hè rồi quý vị ạ. Mình nghĩ chắc hết tháng này đó, đến tháng 6 là bắt đầu du khách sẽ lên Đà Lạt đều quý vị ha. Hè là 3 tháng làm ăn đều nhất của thành phố Đà Lạt đó. Theo con đường Tăng Bạc Hổ này, cái đây là con đường 2 chiều quý vị. Đường Trương Công Định là 1 chiều ha. Còn Tăng Bạc Hổ là đường 2 chiều. Mình chạy ngược thẳng lên lại khu Hòa Bình đó. Và ngay con phố này thì có rất là nhiều những cái quán ăn quý vị ha. Quán ăn sáng đó, quý vị muốn ăn sáng luôn này kia, ví dụ ở trung tâm đó, thì muốn ăn bánh căn bánh đồ đó thì ghé qua đây ha. Rất là nhiều quán bánh căn ở đây, bánh căn bánh ướt lòng gà đó, bún phở cũng có luôn quý vị ha, bún chả này. Bên kia tay phải của chúng ta là cổ xe gió, tiệm bánh mì cổ xe gió đó. Bánh căn quý vị nè, bánh căn rất là nhiều luôn. Hầu như mình thấy ăn quán nào nó cũng ngon hết trơn. Ngày xưa thì bánh căng ở vài quán đổ thôi, nhưng bây giờ người ta mở ra đổ nhiều lắm quý vị. Mà quán nào mình thấy nó cũng ngon thôi. Có menu, có giá diếp đàng hoàng ha. Lên trên đầu đường trên kia có cái cũng bánh căng, bánh ướt lòng gà hen ha. Du khách đông lắm luôn quý vị. Rồi rẽ qua đây cũng là bánh căng luôn quý vị nè. Nói chung là mình cứ gọi con phố này là phố bánh ướt lòng gà, phố bánh căn đấy ha. Nó nhiều quá luôn. Và tới góc này thì có bánh sữa đậu nành. Sữa đậu nành ở đây là bán buổi chiều tối quý vị. Sữa đậu nành Tăng Bạc Hổ đấy. Và cái sữa đậu nành này á, ly người ta bán rất là rẻ luôn. Có 12.000 mà lại nổi tiếng, lại ngon nữa chứ. Quý vị thấy không? Những quán thương hiệu á, và mà có đồ uy tín cao mà người ta bán giá phải chăng, người ta ăn số lượng quý vị, bán phải nói khách ngồi tràn ra đường luôn. Ngày bán vài ngàn vài trăm ly là chuyện bình thường quý vị ha. Tới góc này là cà phê Phúc Long, đây là cái góc cà phê rất là đẹp luôn. Đó. Cà phê Phúc Long rất là nổi tiếng ha. Em rẽ trái đi, rẽ trái để đi xuống con đường Nguyễn Biểu, hay còn gọi là dốc Nhà Làng nữa quý vị. Dốc Nhà Làng và con đường Bích Hòa ha. Đường này thì còn không có lạ gì đối với mình với lại nhiều người nữa, nhưng mà lâu lâu đi vào trong những con hẻm này thấy nó cảm giác nó sướng sướng quý vị. Đó, dốc Nguyễn Biểu có quán cà phê đó ha. Vào đây ngồi uống quán cà phê này, có mấy em nhân viên rất là đẹp luôn, rất đẹp, rất là dễ thương. À, đây có một quán bánh căn quý vị nè. Những con hẻm ở trong này nó cũng ngoằn ngoèo, khá là nhỏ. Đó, vào trong này nhìn đúng chất Đà Lạt xưa. Nhưng mà nó cái đồ chanh lạch giàu nghèo khá là lớn.
Khi mà quý vị thấy ở bên ngoài thì khá là sầm uất, những con phố đắc địa và giá bất động sản tiền tỷ. Còn vào trong những con hẻm này thì nó cũng tương tự giống như là những khu ổ chuột. Nhìn vào là người ta nói là cái đồ chân là giàu nghèo ở trong hẻm mà ra mặt tiền phố đâu quý vị ha. Cái đó là đúng thôi. Nhưng mà ở trong hẻm này chưa chắc đã nghèo đâu quý vị. Có nhiều đại gia đang ẩn mình ở trong này đấy. Người ta không thích ra mặt tiền quý vị ha. Nhiều lúc ở trong hẻm nhưng mà nhà mặt tiền ở ngoài đường có mà đầy luôn. Cho nên nhiều lúc không nói là nghèo đâu quý vị. Nói nhìn nhà cửa như vậy nhưng mà thì người ta nói là nghèo thôi, nhưng mà thực chất là nhiều lúc người ta không chưa nghèo mà chưa chắc là nghèo đâu ha. Đây là con đường Phan Đình Phùng quý vị ha. Nếu mà đi theo hướng ngược lại là chúng ta sẽ về ngã ba Việt Anh chạy thẳng là chúng ta sẽ lên ra Xô Viết Nghệ Tĩnh quý vị. Rẽ phải lên đây cũng là con đường Nguyễn Biểu đấy quý vị này. Chạy lên đây một cái ha, rồi chạy xuống ha. Đó, quán ăn bánh căng bún phở đầy đủ quý vị ha. Cái khúc này là có những cái bậc cầu thang ấy, xe không có đi được. Chỗ này làm một cái bậc cấp cho xe lên được thì quá hay luôn quý vị ha. Không biết vì sao người ta không làm. Vì làm như vậy để người ta hạn chế xe cộ đi lại ở trong con hẻm này đó quý vị. Không cho nó ồn á, để cho giữ được cái nét bình yên đó quý vị ha. Đó, bà con mình đang ngồi ăn sáng ở dưới này đó, khách địa phương họ ngồi đó quý vị. Khách du lịch lên mà lang thang vào trong những khu vực này cũng thích lắm. Nó khá là bình yên luôn. Đó. Lâu lâu đi lại một cái cho quý vị thấy. Có nhiều người vẫn chưa biết đâu quý vị. Ăn căng này quý vị nè. Ngồi đây ăn thích lắm luôn. Nhìn qua bên kia là khách sạn Cẩm Đô ngày xưa đó quý vị ha. Bây giờ là khách sạn Hoàng Yến. Cũng là con đường Tảng Đa hay còn gọi là ngã ba Cẩm Đô, cầu Cẩm Đô đâu này kia đó quý vị. Bây giờ mình rẽ trái đi ha, rẽ trái qua bên Hai Bà Trưng, dòng dòng những cái con phố ở bên phường 6 quý vị. Vừa đi vừa quay cảnh quan đời sống dân cư, nhà cửa, vừa tâm sự chia sẻ với quý vị những cái vấn đề của Đà Lạt ha. Đó, đây là Cẩm Đô quý vị ha. Đây cũng là một cái ngôi chợ dân sinh từ hình thành, gọi là chợ nhỏ đó quý vị, gọi là chợ Cẩm Đô quý vị ha. Đó. Thẳng qua bên kia là đường Hai Bà Trưng đó quý vị, rẽ phải đi vào cái con hẻm này đi. Hẻm này là chạy song song với cái đường Tô Mục Vân bên kia, dọc theo với suối Cam Ly này. Suối Cam Ly này có hai nhánh quý vị ha, một nhánh bắt nguồn từ Hồ Xuân Hương và một nhánh bắt nguồn từ ngoài số 4 chạy về nhập vào làng và chạy về tháp Cam Ly. Thời gian gần đây thì cũng có nhiều sự phản hồi của du khách, cũng như là cũng có nhiều người nói dân địa phương luôn ấy. Nhiều người là đang làm dịch vụ, ví dụ đang chạy xe dịch vụ chẳng hạn, chở khách đến những khu điểm du lịch đó quý vị, thì họ cũng nói là những cái điểm du lịch ấy, ở Đà Lạt ấy, giá vé cao quá đó quý vị. Bây giờ trung bình cứ một điểm đến là 70-80 ngàn, 100 ngàn, ví dụ ở Vườn Hoa Thành Phố 100 ngàn ha, Thung Lũng Tình Yêu 250 ha. Đó. Khá là nhiều điểm, 100 mấy, 200, 100 mấy, 200 không. Xem Tân Hiếu ở dưới mới mở là ngôi chùa mà người ta cái chỗ mà người ta hay gọi là ngôi chùa Ấn Độ nhé. Nhưng mà thực chất không phải là chùa, đó là khu du lịch trải nghiệm văn hóa tâm linh ấy, thì cũng là 250, khá là cao luôn quý vị. Có nhiều du khách đến nhiều lúc không dám đi một điểm là họ thấy ngán này, thì họ đi điểm thứ hai cái là họ bắt đầu họ thấy, họ nói
của điểm này nó cũng na ná điểm kia, nó cũng hoa hoe, cũng cảnh quan na ná điểm kia, cũng giá vé cao như vậy thôi, điểm thôi cho biết thôi đó, tiết kiệm chi tiêu quý vị ha. Mình nghĩ cái giá vé các khu điểm du lịch nên xem xét lại một chút đi, cho nó mềm hơn chút, hợp lý hơn chút nên là vừa đẹp luôn, giá cao quá. Chưa kể là những quán cà phê có view, quán cà phê mà có view đó, nó cũng chả khác gì là một cái điểm du lịch quý vị, nó cũng check in check đồ này kia, thậm chí nó còn rất là chill, rất là đẹp nữa. Và vào đó vừa có được uống, vừa có điểm chụp hình, vừa ngồi ngắm cảnh thư giãn, một ly cũng tầm 40-50 ngàn cho đến 70-80 ngàn, thì mình cho đó là cũng một cái sự lựa chọn hợp lý đó. Đó, con hẻm này mà quý vị thấy người ta trồng hoa nhiều không, hoa tạo cảnh quan đó, con sạch tàn rồi, nếu mà thay thì thay cái khác thì nó đẹp, mai mốt người ta thay những cái chậu khác thì nó đẹp quý vị ha. Đó, hẻm hốc Đà Lạt quý vị, không lên được bên kia luôn. Wow. Đó, hẻm hóc nhà cửa quý vị thấy chưa? Ở như thế này nó cũng rất là yên tĩnh, cũng khá là thích. Tuy nhiên cái việc đi lại vận chuyển hoặc là nhà có việc này việc kia thì đi nó khó khăn lắm vậy. Wow, đây đáng lẽ là lên Hai Bà Trưng nhưng mà không chạy xe lên được quý vị. Đi bộ lên thôi ha. Thế là người dân ở đây họ có xe thì họ buộc phải đi đường dưới quý vị. Đó, có xe máy là buộc phải đi đường dưới ha. Mé bên kia nó bằng phẳng hơn, dễ dàng đi hơn. Mé bên này là nó giống kiểu nó nằm bên một cái triền đồi đó. Trên đường Hai Bà Trưng là nó cao đó quý vị. Còn dưới này là nó thấp thấp trên triền đồi xuống. Đường xá nó cũng khó đi ha. Đó, nhà như thế này ví dụ có xe không biết có dắt xe lên được không. Đó, nhà cửa phố núi là nó như thế đó quý vị, đời sống người dân Đà Lạt là như thế đó quý vị. Nếu mà quý vị mà thuộc dạng là bình dân này, thích cái cuộc sống ở trong những con hẻm như thế này không, và thích những căn nhà như thế này không, thì đa số bình dân chỉ có vào mua những căn nhà mà khó đi ở đường xá này kia, giống như những con hẻm này thì nó mới rẻ đó quý vị, thì vừa túi tiền ha. Còn chúng ta ở những cái căn nhà mà đẹp mà tiền hoặc là có sân vườn để trồng hoa trồng hoa này kia thì buộc giá phải là phải cao 5-7 tỷ, chục tỷ trở lên đó, vậy đó quý vị. Ở đây nếu như mà rào quẹo phải đó quý vị là chúng ta sẽ đi về đường Phan Đình Phùng ha, qua Tô Mộc Vân về Phan Đình Phùng, quẹo trái như thế này là lên đường Hai Bà Trưng. Đây là địa bàn phường 6 quý vị ha. Lên đây có mấy quán ốc ba ba nhồi thịt đó quý vị. Buổi chiều tối là quý vị có thể tới đây để ăn ốc ba ba ha. Buổi trưa tầm giờ trừ là tới là có rồi đó quý vị nè, người ta mở cửa đó, đó ha. Căn nhà như thế này người ta đang bán cây cảnh đó quý vị, kinh doanh cây cảnh ha. Đó, quẹo trái đi, quẹo trái để đi lên con hẻm nối lên đường Thiết Sách quý vị, chạy thẳng theo đường Hai Bà Trưng là ra số 4, ra là Sơn Phú Tử. Khu dân cư mà mé ở bên này thì nó đẹp hơn, mé bên này nhà mắc lắm quý vị, toàn nhà 5-7 tỷ, chục tỷ không quý vị ha. Và chim hót líu lo luôn, nhà mà có cái vườn nhỏ nhỏ trước ấy, trồng hoa, giống hôm qua mình quay nhà của ông chú mời tới chơi đó quý vị, chú khán giả mời tới chơi đó. Trồng hoa là nuôi chim rồi nghe chim hót uống được trà đó. Cuộc sống quá tuyệt vời luôn đó. Đây là con đường Thiết Sách quý vị ha, hôm qua mình tới nhà chú uống cà phê ở trên con đường này đây. Đây là tuyến đường rất là đẹp luôn quý vị, có thể thấy là cái căn nhà bên kia xanh không, biệt thự sơn màu hồng và trồng rất là nhiều hoa, hoa giấy rồi hoa này hoa kia đằng trước. Ồ,
trên con đường này có quán bún hồng quý vị ha, bún bò hồng ăn ngon lắm. Và cũng có cái quán cà phê, quán cà phê Triều Đóa Hồng quý vị. Đó, quán Triều Ba Hồng, Đóa Hồng ở trước đó quý vị ha. Và trong này uống cà phê, uống nước trà. Đó. Trà hoa hồng luôn quý vị. Trồng rất là nhiều hoa hồng léo của Pháp. Lên trên đường Ngô Quyền ngắm cái cây hoa phượng đỏ đấy quý vị ha. Hoa phượng đỏ mùa này ở Đà Lạt ra hoa. Do nắng nóng lên ra hoa đẹp thôi rồi luôn. Khu dân cư thích không quý vị? Nhiều khách du lịch họ đến họ nói là khi các khu điểm du lịch phải nói chi phí đi Đà Lạt cũng khá là đắt đỏ, khi mà các khu điểm du lịch ấy, họ thu vé cao với lại rất là nhiều điểm du lịch, họ đi chỉ cần một ngày mà 4-5 điểm du lịch là mất một số tiền khá là lớn. Mà trong lúc nhiều lúc họ đến những điểm du lịch đó, họ không biết đâu quý vị, họ đến những điểm du lịch nó cứ na ná giống nhau vậy đó. Nếu như mà chúng ta ở đây chúng ta biết thì chúng ta kết hợp đi ha, đi đến một cái điểm đặc trưng, ví dụ như thung lũng tình yêu à. Đó là điểm đặc trưng ha. Rồi đến một cái những cái địa điểm kiến trúc chùa chiền, thiền viện Trúc Lâm, chùa Ve Chai chẳng hạn, thì nó cũng tốn vé quý vị. Những cái điểm đặc trưng thôi thì mình sẽ tiết kiệm được chi tiêu. Còn mình cứ đi loạn xạ lên là sẽ tốn khá là nhiều tiền vé và rất là mất công. Mất công là tại vì là chúng ta đến mà có nhiều điểm nó cứ na ná giống nhau rồi quý vị ha. Cũng hoa hoa tiểu cảnh này kia đó, view viết này kia đó. Cho nên nếu như mà chúng ta biết đó, thì chọn những cái địa điểm đặc trưng là tuyệt vời nhất. Lên danh sách trước quý vị ha, tham khảo lên danh sách trước, đi vài điểm đặc trưng thôi. À, đây là con đường Ngô Quyền quý vị, có những cái cây hoa phượng đỏ đang ra hoa ha. Đà Lạt này bây giờ là hoa phượng đỏ ra đẹp lắm luôn á. Còn bên phía tay phải của chúng ta là nhà thờ Domen quý vị. Những cái nhà thờ nhà thiết thì mình cũng quay nhiều rồi. Bây giờ mình rẽ trái chạy thẳng vào trong này là thẳng vào đường Phạm Ngọc Thạch quý vị ha. Phạm Ngọc Thạch là nối chạy sau lưng bệnh viện đa khoa của tỉnh Lâm Đồng quý vị. Bên phía tay phải của chúng ta là bệnh viện đa khoa đó. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng vào trong cái khuôn viên cũng rất là xanh mát và rất là đẹp luôn. Và bệnh viện giống như là một cái khu nghỉ dưỡng luôn nữa quý vị. Quý vị thấy không? Cao cấp không? Đó, nhìn cây cối bên ngoài xung quanh bệnh viện quý vị, vào trong đó cũng có khá là nhiều thông ở trong đó quý vị. Con đường Thiết Sách này cũng là một tuyến đường rất là đẹp. Nó tương tự giống như là đường Phạm Ngọc Thạch chứ. Tương tự giống như đường Thiết Sách vậy đó quý vị ha. Hôm qua mình cũng có quay một đoạn ở đây. Wow, ở đây có căn nhà đẹp lắm quý vị. Đây nè, họ đang làm quán cà phê ha. Cũng có nhiều du khách đang thích vào trong này chụp hình lắm này. Đó, căn nhà cổ rêu phong. Nhiều bạn thấy những cái căn nhà như thế này họ đi săn lùng được quý vị, săn lùng để họ thuê hoặc là mua lại đó, để mà kinh doanh, đặc biệt là thuê quý vị ha. Mở quán cà phê phong cách chiêu mang nét hoài cổ là bắt đầu là họ
vèo thiết kế lại và chạy quảng cáo là khách vẫn cứ tìm tới âm thôi. Còn bây giờ mở những cái quán cà phê hiện đại khó lắm các vị. Ở đây họ làm gì ta? Đang cưa cái cây thông này. Đang cưa cây thông các vị. Sẽ reo tới ha. Dần dần những cây thông ở trong nội ô nó sẽ ra đi là vì nhiều lý do như vậy đâu các vị. Có lẽ là nó có nguy cơ đổ gãy gì đó các vị. Mùa mưa bão đến đời chứ nữa. Bên công trình đô thị họ đi họ cưa ha. Số lượng mà cây thông ở trong nội ô như thế này nó lác đác nó đã hiếm, bây giờ nó ít rồi, nó càng ngày nó càng mất đi là như vậy đó quý vị ha. Nào là mưa bão gãy đổ, nào là nguy cơ gãy đổ, người ta cưa đi đó, như vậy đó quý vị ha. Đây có miếng đất trống này đó, miếng đất trống này mà xây nhà lên đẹp lắm luôn. Rồi hôm nay mình cũng làm một cái video để cập nhật tình hình của thành phố Đà Lạt cũng như là tâm sự chia sẻ với quý vị những cái vấn đề về du lịch, giá vé, giá viết này kia quý vị ha. Nếu quý vị có cái gì thì cũng có thể bổ sung bằng cách là bình luận ở dưới cái phần bình luận của video này quý vị, để góp ý trao đổi cho nó vui quý vị ha. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.